Chúc mọi người một buổi sáng vui vẻ. Hey slow, hey slily. Mọi người ăn cơm chưa? Ăn rồi nhé. Hello ông già. Thì chán thì không biết làm gì thì like. Còn hỏi sao lại ra like giờ này? Like giờ nào chả được. Thì không được like giờ này à? Ừ, hỏi rất buồn cười. Ủa cái gì? Tặng tim ấy. Conan nào đây? Thank you mọi người, cảm ơn Tiến. Cảm ơn mọi người nhá. Sao mạng hơi lag đúng không? Cảm ơn bạn già nhá. Đi. Vợ em đâu anh? Vợ em ở đâu sao em lại hỏi anh? Vợ em thì em phải tự quản lý đi cho nên em hỏi anh. Vợ vậy. Liên thiên quen đi. Okay. Vợ chị đâu rồi em? Vợ chị ở đâu thì chị đi mà tìm đi, em biết đâu được vợ chị ở đâu. Buồn cười. Cảm ơn Rida. Cảm ơn Lê Phong. Thank you Indonesia nha. Terima kasih. Anh chị em nhà mình đã ai chưa ăn cơm chưa? Nếu chưa ăn thì đừng ăn nữa. Cảm ơn Vinan, cảm ơn Ura. Bây giờ vợ em ở đâu thì mọi người hỏi làm gì? Vợ và cứ hỏi mệt mỏi. Thank you Rida. Đây đây. Cảm ơn mọi người. Vợ. Sao thì không nhớ vợ, nhớ chồng mọi người, nhớ vợ em làm gì? Định đập chậu cướp hoa. Vợ vẫn quen nè. Em ăn cơm rồi. Thank you Indonesia nha. Alhamdulillah. Cảm ơn mọi người ơi. Khi nào anh về Việt Nam? À, mai anh về. Mai anh về. Em làm gì đã có chồng đâu. Không có chồng thì đi kiếm chồng đi. Đi kiếm chồng đi xem là có chồng. Đúng không? Không có chồng thì phải đi kiếm chồng này để mà có chồng ấy này. Giờ không có chồng thì định ế đến bao giờ nữa. Không có phải đi kiếm như này. Đúng không? Anh tắm chưa? Hỏi anh tắm chưa làm gì? Vô duyên. Rất là vô duyên nhá. Đâu anh có ngủ ở đây đâu.
Đây là phòng của Vi, mẹ tôi ngủ ở đây. Anh không ngủ ở đây, anh ngủ ở phòng khác. Nhưng mà thấy phòng này đẹp thì anh vào đây like. Cảm ơn CM. Terima kasih nha. Ok. Thì không đúng à? Bây giờ thấy người ta thấy phong đẹp thì người ta vào, người ta nay nhờ thì làm sao? Đúng con gì nữa? Vợ anh là của em. Làm gì có chuyện nè, vợ ông hàng xóm là của mình bao giờ chưa? Vâng. Cảm ơn nè. Cảm ơn mọi người. Chưa, cảm ơn nè Tera. Terima kasih nha. Shukran. Có rồi á. Này, các bà các ông bỏ cái kiểu đấy đi, lại được cả con Ninh Đen vào đây thả mụ nữa, mệt quá. Mai về mới nhớ mặc áo ấm á. Việt Nam lạnh à? Việt Nam lạnh đúng không mọi người? Sợ ma. Việt Nam năm lạnh đúng không? Lạnh lắm á. Chết rồi, mình lại không mang áo ấm cho. Bao nhiêu độ? Trên chị 6 độ á, ông rồi. 9 độ bé ơi. Hà Nội bao nhiêu độ? Hà Nội 6 độ. Bị hâm à? Người 8 độ, người 1, 11 độ này. Người 9 độ. Không nghe ra nào. Cảm ơn CN. Cảm ơn Rida. Cảm ơn Netera. Cảm ơn Trân. Cảm ơn Bé Linh. Cảm ơn mẹ Bom. Cảm ơn mọi người nha. Này các bạn đừng có mồm điêu. Đừng có 1 độ, 2 độ ở đây.